phó bí thư huyện tử vong trên đường, nghi bị đột quỵ. Ngày 14 tháng 7, trao đổi với TV Dân Trí, ông Trần Văn Noa, chủ tịch huyện Quế Sơn, Quảng Nam, xác nhận ông Võ Đức Danh, phó bí thư thường trực huyện ủy Quế Sơn vừa qua đời do tai nạn giao thông. Theo thông tin có được, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7, người dân phát hiện ông Danh nằm tử vong trên một đoạn đường vắng thuộc thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, cạnh đó là chiếc xe máy của nạn nhân. Theo dấu vết để lại hiện trường thì nguyên nhân ban đầu là nghi tự gây tai nạn, khi nạn nhân lái xe máy và đâm vào ta luy đường. Chủ tịch huyện Quế Sơn cho hay, hôm qua ông Danh có đi đám cưới về nhưng không uống rượu bia gì nhiều. Sau đó khoảng 12 giờ 30 phút ông ra về và xảy ra vụ việc. Theo quan sát camera trên đường ông Danh đi thì lúc này xe cộ trên đường rất ít nên khả năng xảy ra va chạm giao thông là không có. Theo ông Noa, khám nghiệm ban đầu của cơ quan chức năng thì khả năng ông Danh bị đột quỵ trên đường đi về nhà và tử vong. Được biết, ông Danh sinh năm 1965, nhà ở thị trấn Đông Phú. Ông Danh giữ chức phó bí thư thường trực huyện ủy Quế Sơn từ tháng 7 năm 2015. Hiện gia đình và cơ quan nơi ông Danh công tác đang tổ chức lễ tang cho ông. Si Bính, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.